Xin kính chào các quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Đông y chữa đau đầu gối, đau khớp, viêm khớp gối. Hôm nay tôi phải dừng cái chủ đề chữa hàn, chữa hàn và là phát biểu về cái tư vấn về cái bài này về viêm khớp gối là do có một số bạn có comment cho tôi và có xin đề nghị là giới thiệu cái cách chữa viêm khớp gối. Thì chúng ta thấy là viêm khớp gối hoặc là những người đau đầu gối đấy thì là một trong những bệnh chịu tác động rất nhiều của yếu tố thời tiết, đặc biệt là khi trời lạnh. Bệnh nhân đau khớp thường thấy những biểu hiện rõ nét như là đau, nhức, tê và chân buồn mỏi như là có kiến bò trong xương. Bệnh đau khớp, viêm khớp không chỉ gây tổn hại tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt, cuộc sống của người bệnh. Một số bệnh nhân còn mất ăn mất ngủ vì đau khớp. Bên cạnh đó, một số trường hợp còn đi lại vận động khó khăn. Các cơn đau có thể xuất hiện chớp nhoáng vào buổi sáng, vào lúc đứng lên ngồi xuống hoặc là trong khi gập khớp gối. Có khi các cơn đau kéo dài, đau âm ỉ, nóng trong khớp. Người bệnh thường xuyên cảm thấy khó chịu, rên rỉ vì các cơn đau, nhất là khi thay đổi thời tiết lạnh. Đối với trường hợp bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp, đau khớp vân vân thì điều trị cần có thời gian, không thể nóng vội được. Để điều trị dứt điểm, bệnh nhân cần kết hợp vừa uống thuốc, vừa vật lý trị liệu, vừa ngâm chân. Bài viết dưới đây xin giới thiệu phương pháp kết hợp điều trị viêm khớp gối hiệu quả. Thứ nhất là viêm khớp dạng thấp. Tất cả có 14 bài, 14 phương thuốc cách chữa. Thế các chủ nhà, các bà con, các chị em mà bị viêm khớp đấy, bà Hoàng Trần nhé, là Hoàng Trần. Đấy, thì là có 14 phương thuốc cách chữa, 14 cách chữa khác nhau. Thì các quý vị, các thầy, các bạn chú ý theo dõi, nếu mình thấy đúng vào trường hợp nào thì mình áp dụng trường hợp đó, mua thuốc từ đó. Trường hợp bài thuốc thứ nhất là với những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp khớp, các khớp gối, vai, khuỷu tay bị đau đối xứng hoặc ảnh hưởng thời tiết lạnh, mệt nhọc. Vị thuốc thứ nhất là hoàng kỳ 15g. Thuốc thứ hai là đương quy 13g. Vị thuốc thứ ba là xiên ô đầu. Vị thứ tư là thảo ô. Vị thuốc thứ năm là nhũ hương. Vị thuốc thứ sáu là một dược. Vị thuốc thứ bảy là tầm cốt phong. Vị thuốc thứ tám là đào nhân. Vị thuốc thứ chín là uy linh tiên. Những vị này đều 10g. Và cuối cùng là vị thuốc phụ tử 6g. Sắc lên 15 phút, chất lấy nước, đó là hợp nhất. Còn bã đổ tiếp thêm nước, sắc tiếp 20 phút nữa. Hiền Vũ nghe nhé, đấy, đào khớp gối và lên giới thiệu cái bài đó đấy. Đấy. Sau đó sắc tiếp 20 phút nữa, lọc bỏ bã, trộn lẫn hai lưng nước thuốc này, chia đều uống trong ngày, ngày 1 đến 2 thang như thế. Nếu đau nhiều thì 2 thang, còn có nhiều, đau ít thì 1 thang như thế uống.
Bài thứ hai là trường hợp mà viêm khớp, khớp gối do phong thấp thì dùng mã tiền tử, sao vàng, ma hoàng, nhũ hương, một dược. Vị một dược này thì rang sao cho đến khi hết dầu, tất cả mỗi vị 30 gram, nghiền nhỏ và ngày uống một lần 3 gram. Sau khi uống thang thuốc này có thể là tim sẽ đập mạnh, nhức đầu, mất ngủ, ra mồ hôi, cơ bắp hơi bị giãn, và như thế đó là đã thuốc tốt đấy, có tác dụng. Tùy theo phản ứng nặng hay nhẹ mà tăng giảm lượng thuốc lên. Bài thuốc thứ ba là trường hợp viêm khớp do phong thấp, rồi có cả đầu thần đau thần kinh tọa, rồi trạch khớp xương sống, thì chúng ta chỉ dùng một vị là lão hạc thảo 30 gram sắc lên uống. Đấy, như là bài thứ nhất đã hướng dẫn đấy, uống sắc lần thứ nhất, sau đó chắc nước ra, sắc tiếp lần thứ hai, chắc nước ra, hai thứ nước này đổ lẫn vào nhau rồi uống trong cảnh ngày một thang. Bài thứ tư là dùng kim ngân hoa 60 gram, quý chi, hồng hoa, diên hồ tố, mỗi vị 30 gram. Bài này đấy, tất cả còn có 4 vị thì dùng cho những người biết uống rượu, thì ta ngâm vào 500 ml rượu trắng, tất cả ngâm trong rượu nửa tháng, sau đó bỏ bã đi và ngày uống 5 ml, rất nhỏ đó, 1 kg nhỏ thôi đi, gọi là mít đấy, 5 ly. Bài thứ năm thì cũng ba vị là hy thiên thảo, quý chi, bạch gia căn, mỗi vị 15 gram. Bài này dùng cho người mà hàn thấp, phong thấp, lạnh thì dùng có dùng vị quý chi. Đấy, cũng sắc uống như cái bài thứ bài một thứ đầu tiên, cũng ngày một thang. Rồi bài thứ sáu là trường hợp mà phương khớp mới bị thời kỳ đầu, mới hay bị sốt và ớn lạnh, thì dùng thứ vị thứ nhất là thạch cao sống 30 gram. Vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ hai là phục linh, và vị thứ ba là y linh tiên, mỗi vị 15 gram. Tâm cửu 10 gram, ma hoàng 3 gram. Cũng sắc lên uống như cái bài thứ nhất. Bài thuốc thứ bảy là dùng ô đầu 15 gram, phòng kỷ 12 gram, đương quy 10 gram. Cũng sắc lên uống ngày một thang. Bài thứ tám là tang chi, tang thẩm tử, tang ký sinh, ba vị này vị nào cũng đều 12 gram, bạch tang bì, tang diệp, câu đằng, kê huyết đằng, nhục thung dung, mỗi vị 9 gram, thiên tiên đằng, phòng kể, mỗi vị 6 gram. Cũng sắc lên uống như bài thứ nhất. Bài thuốc thứ 9 là dùng mã tiền tử, cho vàng lên đấy, cổ khởi, hồng hoa, ba vị mỗi vị 350 gram, phong kỷ, nhũ hương, một dược, cốt toái bổ, ngũ gia bì, năm vị này mỗi vị 150 gram, tất cả nghiền nhỏ, sau đó ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gram. Còn bài thuốc thứ 10, ý dĩ
đương quy, bạch chuột, mỗi vị 15 g. Lộc giác xương, bổ cốt chỉ, túc đoạn, cốt toái bổ, giáng hương, mỗi vị 10 g. Nhũ hương, một dược, đào nhân, ngưu tất, thảo ô, mỗi vị 6 g. Cách sắc uống lên uống giống như bài thứ nhất. Đấy, tất cả 10 bài này đều là những trường hợp mà bị phong thấp, đau do phong thấp. Nếu lưng và chân lạnh đau thì thêm phụ tử tế tân, mỗi vị 6 g. Còn nếu khí huyết hương nhược thì thêm hoàng kỳ, thương chuẩn, hồng kỳ, tân cửu, mỗi vị 10 g. Còn nếu huyết ứ thì thêm hồng hoa, đào hoa, mỗi vị 10 g. Và tam thất nghiền ra 3 g. Còn trường hợp mà châm cứu thì chúng ta châm các huyệt thiên ứng huyệt, nội tất nhãn, ngoại tất nhãn, như vậy độc tỵ đấy, đấy ủy trung, lương khâu, huyết hải. Đó, với cái huyệt này chúng ta kích thích vừa thôi. Còn kết hợp với ngâm chân thì ngâm chân có tác dụng rất tốt trong điều trị viêm đau khớp gối. Ngâm chân không chỉ có tác dụng giảm sưng, giảm đau, mà nước ngâm chân còn có tác dụng kích thích, làm hưng phấn các rễ thần kinh ở chân, giúp tăng cường trí nhớ, đem lại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Bệnh nhân có thể tự ngâm chân ở nhà, ngâm bằng nước ấm, cho thêm chút muối, gừng, hoặc ngâm chân bằng nước lá lốt, hoặc là thuốc ngâm chân do tôi gửi đến cho chúng ta dùng cái để ngâm chân rất tốt. Tóm lại là để điều trị bệnh viêm khớp, đau khớp gối một cách hiệu quả, cần kết hợp đồng thời vừa uống thuốc, vừa ngâm chân và kết hợp với vật lý trị liệu. Ngoài ra, người bị viêm khớp, đau khớp gối hạn chế để lạnh chân, hạn chế đứng lâu hoặc là ngồi lâu, nên tập thể dục đều đặn, tập các môn phù hợp với cơ thể. Ngoài ra cần kết hợp với một chế độ ăn uống giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật. Còn phương thuốc thứ 11 là những người bị đau chân do phong hàn. Triệu chứng là vùng đau đầu gối đau rất dữ dội, khó đi lại, cơ thể lạnh, chân tay lạnh, lưỡi đỏ, rêu trắng, mạch phù khẩn. Đây là bài thuốc này, là bài thuốc nổi tiếng của Trung Quốc thời cách đây hàng ngàn năm đấy, gồm có can địa hoàng 30 g, bạch chỉ 12 g, bạch thược 12 g, ma hoàng 16 g, hậu pháp 12 g, sinh khương 20 g, nhục quế 10 g, đương quy 30 g, xuyên khung 12 g, bán hạ 12 g, xương chuột 12 g, can khương 10 g, phục linh 20 g. Đó, đây là bài thuốc thứ 11. Còn bài thuốc thứ 12 là đau khớp gối do thấp nhiệt. Triệu chứng của cái loại này tức là đầu gối thì hai đầu gối nóng đau, tức là sưng, đã sờ thấy nóng đau, co duỗi khó, đôi khi kèm theo mình nóng, tiểu tiện vàng, tâm phiền, khát nước, lưỡi sẫm màu hoặc đỏ tươi. Chúng ta phải làm thế nào là chữa phải thấp nhiệt. Đó.
thanh nhiệt lợi thấp, hoạt huyết tiêu sưng. Trường hợp này thì dùng ngân hoa 20g, dạ giao đẳng 20g, tang chi 20g, một dược 20g, hoàng kỳ 20g, liên kiều 20g, kê huyết đằng 20g, tần giao 20g, ngưu tất 20g, tang ký sinh 20g, lương quy 20g, cam thảo 10g. Còn bài thuốc thứ 13 là dùng cho những người bị ứ đàm. Người này tức là đau đầu gối, đau lâu ngày. Gối thì to nhưng đùi thì bé. Đó. Chữa nhiều thuốc lại thuốc không khỏi. Lưỡi tía, sắc mặt tối. Thì chúng ta phải hoạt huyết trừ đàm, tiêu sưng chỉ thống. Bài thuốc gồm đan sâm 15-30g, tam lăng từ 9-15g, bạch giới tử 9-15g, quất hồng 9-15g, trầm hương 1,5-2g, ô dược 6-12g, bạch cương tàm 6-12g, hậu phát 6-12g, thổ gối mẫu 9-15g và nga chuột 9-15g. Còn nếu trường hợp mà đau nhức nặng có xu hướng hàn thắng thì phải gia chế thêm thảo ô, trích nhũ hương. Bài thuốc cuối cùng là bài thuốc thứ 14 là bị thận dương hư. Triệu chứng chúng ta thấy cụ thể là chân tay không ấm, cơ đùi teo gầy, thậm chí biến dạng, khớp gối biến dạng hoặc là các khớp toàn thân bị đau. Chúng ta phải bổ thận, trừ phong, thông lạc. Cái bài này thì chủ động là cái vị thuốc chủ yếu nhất là thuốc địa 120g. Thuốc thứ hai là dân dương hoắc 120g, toàn yết 25g, ô tiêu xà 90g, giá trùng 90g, cam thảo 30g, quy đầu 120g, lộc hành thảo 120g, mua công 25g, hoàng phong 90g, cương tầm 90g, khương lang trùng 90g. Đấy, tất cả các vị thuốc này tán thành bột, dùng nước sắc của sinh địa, kê huyết đằng, lão hoan thảo, tầm cốt phong, hổ trượng, mỗi thứ 120g, sắc lấy nước, lấy nước đặc đấy, rồi phun vào cái thứ bột của các những vị thuốc trên, luyện thành viên to bằng hạt đỗ xanh. Mỗi lần uống 6g, ngày 2 lần sau bữa ăn. Nhưng đặc biệt là bài này, thuốc này thì chống chỉ định với phụ nữ đang hành kinh và có thai thì không được dùng. Thì đấy là 14 bài thuốc dùng cho những cái bệnh nhân bị đau khớp đầu gối, viêm khớp gối, khi cử động thì có tiếng lạp xạo ở trong gối. Đó. Thế là rồi sau đó tùy theo trường hợp hàn nhiệt, rồi trường hợp bệnh cụ thể, thể hiện cái tình trạng cụ thể thì ta sẽ sử dụng một trong 14 cái phương thuốc vừa rồi tôi giới thiệu. Đấy là nội dung của bài ngày hôm nay. Xin giới thiệu với các quý vị có những ai mà bị đau khớp, viêm khớp, thoái hóa đốt khớp, khớp gối thì xin các quý vị chia sẻ cho họ để họ biết cách chữa bệnh. Thì còn nếu không thì sẽ liên hệ với tôi, với cái điện thoại của tôi là 090 878 5667.
thì là tôi sẽ tư vấn cụ thể nên dùng phương pháp nào với trường hợp nào. Và xin chào tất cả quý vị, các thầy, các bạn. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chúc tất cả quý vị, các thầy, các bạn mạnh khỏe, trường thọ. Xin chào.